Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Thì chắc hẳn những bạn nào đã theo dõi trên kênh TikTok của tiệm Honey Beauty hay là những cái trên nền tảng của Honey Beauty thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái chuỗi series giới thiệu về môi hay là giới thiệu về những cái bộ mi rất là lộng lẫy hay là những cái chủ đề rất là khác nhau về mi nha. Nhưng có một bạn đã đặt ra câu hỏi cho Huyền là em thấy cái phần chân mày về headshot rất là ít, thì cũng từ cái câu hỏi đó làm cho Huyền có một cái chủ đề cho và chia sẻ cho các bạn để hiểu thêm về hair stroke cũng như là tại vì sao khách hàng lại chọn làm hair stroke tại bên trung tâm Honey nha. Thì bây giờ thì mình cũng rất là may có một bạn khách hàng ở đây đã đặt lịch tại trung tâm Honey về làm hair stroke, và cũng nhân tiện đó mình cũng xin chia sẻ thêm một ít về kiến thức cũng như là những cái nhu cầu về khách hàng như thế nào đã chọn Honey Beauty như thế nào luôn nha. Chào em có thể tự giới thiệu về mình một chút được không? Dạ em là Hà Thu, năm nay em 22 tuổi, em vừa mới ra trường. Vừa mới ra trường hả? Vậy thì em chắc là chuẩn bị trong công việc mới đúng không? Dạ đúng. Thì thay đổi một công việc từ cái việc học qua và việc đi làm thì nó cũng cần thay đổi rất là nhiều thứ, ví dụ như là cái ngoại hình của mình cũng rất là quan trọng nha. Thì không biết là em chuẩn bị gì cho cái ngoại hình của mình? Dạ em đến đây em muốn làm chân mày. À vậy hả? Vậy thì làm sao em biết tới cái tiệm làm đẹp Honey này để mình tới mình làm chân mày vậy? Em hay lướt TikTok á, nên là em thấy trung tâm của mình có cái dịch vụ làm đẹp đó, nên là em muốn qua thử. Vậy thì khi em xem tham khảo những cái bài TikTok của tiệm làm đẹp Honey thì em phải cảm nhận như thế nào cái đã rồi mới tới đây đúng không? Tại vì em cũng chỉ biết qua TikTok với những cái nền tảng khác thôi. Dạ em cũng có xem nhiều á, thấy mọi người làm về cũng thấy em tích cực rất là nhiều nên là em muốn tới để thử. Tôi muốn để thử hả? Thì bây giờ nha, em đang muốn thay đổi về cái chân mày của mình thì cho phép chị có thể xem cái chân mày của em qua nha. Hiện tại thì cái chân mày của bạn phần xếp lông đầu rất là có nhiều xếp lông, nhưng mà phần đuôi thì bị thiếu và phần đỉnh nó còn hơi bị thiếu một chút nha. Thì không biết là em khi mình tham khảo trên TikTok hay là những Facebook về thì em có nghĩ là mình sẽ làm phun hay là làm hair stroke không? Em thấy mọi người nói là làm sợi tự nhiên nên là em muốn làm sợi. Làm sợi đó là đang làm bạn đang muốn làm hair stroke đó mọi người. Thì làm hair stroke là một trong những cái lựa chọn rất là nhiều khách hàng hiện tại khi tới tiệm làm đẹp Honey, tại vì nó mang cái sự tự nhiên cũng như là cái nét trẻ trung cho bạn nha. Và đặc biệt là những bạn chưa bao giờ làm phun xăm lần nào, hoặc là những bạn đã làm phun xăm nhưng mà có nền nhẹ, nền nhạt thì mình cũng làm hair stroke được nha. Và cái hair stroke này nó có một cái ưu điểm đó là nó rất là tự nhiên, cũng như là có nhiều người làm xong ủa sợi chính sợi thật của em đâu mà sợi giả gì bỏ vô đâu. Thì đó là một trong những cái ưu điểm, cũng như là nó có cái độ bền chứ không có phải là chỉ có, và đặc biệt đó là không lại gây xèo hay là không có gây vỡ sợi giống như là trước đây những kỹ thuật cũ nha. Cái kỹ thuật hair stroke của mình rất là tự nhiên, cũng như là đưa lại cho cái khuôn mặt của khách hàng có thể tự nhiên nhất nha. Vậy thì em còn cái lo lắng hay là còn những thắc mắc nào cần chị giải đáp nữa không? Dạ em sợ kim ấy này, là không biết là làm có đau hay không, với lại em nghe mọi người hay bảo là xài kim chung ấy. Là trong phun xăm hả? Vâng, em muốn biết là thì cái lo lắng của bạn Thu không có phải là chỉ một mình bạn Thu đâu, mà là tất cả những bạn mà chưa đi làm phun xăm lần nào. Mà mình đảm bảo với các bạn luôn. Tại vì sao? Tại trung tâm Honey luôn luôn đặt ra một tiêu chí không những đẹp mà phải an toàn. Tại vì sao vậy? Đặc biệt là trong cái ngành nghề phun xăm của mình á, thường nó dính máu này, nước mô hay là những cái mà có thể là lây nhiễm về bệnh. Thì các bạn yên tâm đi, tại tiệm làm đẹp Honey sẽ đảm bảo cho các bạn về phần an toàn đó và về phần an toàn y tế rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như bạn sẽ là người kiểm tra các bước trước khi mà Huyền làm luôn. Ví dụ như là kim ngòi bạn sẽ được kiểm tra xem là còn trong siêu hay không, và bóc tách trước mặt bạn. Và không, tuyệt đối không có chuyện là mình dùng kim chung nha. Và các bạn phải suy nghĩ là một cái dịch vụ mà hay là một cái trung tâm mở ra không thể nào mà vì một cái kim mà cái giá thành rất là ít như vậy mà có thể đánh đổi đi là mình dùng chung, cũng như là cái việc mà gây ảnh hưởng tới sức khỏe cả người khách hàng và cũng như là bản thân người chuyên viên làm nha. Nên tuyệt đối không có chuyện là dùng kim chung nha các bạn. Các bạn phải yên tâm, tại tiệm đồ đẹp Honey có những cái vấn đề đảm bảo cho các bạn như vậy. Và trong quá trình làm thì em sẽ theo dõi chị làm luôn ha, nên thành ra em yên tâm về chuyện đó. Còn cái phần kim á,
thì em cũng yên tâm luôn, tại vì mình đang sử dụng những cái kỹ thuật tiên tiến cũng như là máy móc tiên tiến nhất. Nó sẽ đi những loại kim rất là siêu nhỏ, siêu bén, nhưng mà nó không làm cho mình cái cảm giác đau. Cũng như là bên chị sẽ sử dụng những cái loại hàng chính hãng về tê, thì cái việc tê ở trong cái phần chính hãng đó nó sẽ cũng làm cho em giảm cái độ đau của em lại nha. Và trong quá trình nếu giả sử mà khách hàng có những khách hàng nhạy cảm không chịu được độ đau, nhưng mà thật sự ra hầu như là không có ai cần thêm hết á, tại vì nó rất là êm, và thậm chí những người mà làm chân mày họ còn ngủ luôn á, chứ không phải là chuyện đau đâu. Thì thật ra em yên tâm chuyện đó nha. Sau khi thì mình tư vấn những cái dáng mày cũng như là những cái khuyết điểm mà chân mày của bạn khách của mình đã có, thì mình sẽ là ủ tê rồi mình sẽ vẽ dáng chân mày cho bạn xem là cái khuôn dáng nào phù hợp với bạn nha. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành xong cái phần khung cho bạn khách này rồi. Thì thường thường tại cái quy trình tại trung tiệm làm đẹp Honey thì luôn luôn vẽ ra một cái dáng khách dáng mày mà tới khi nào khách hàng ưng ý thì thôi nha, lúc đó mình mới bắt tay vào làm bằng máy được. Thì trước khi mà làm bằng máy thì mình sẽ cho khách hàng xem lại, thì em thử xem là cái dáng mày đã phù hợp với em cũng như là những cái mong muốn của em hay chưa. Thì mình cũng chia sẻ thêm luôn, tại vì thường thường mà những bạn chưa làm chân mày á, thì thường thường cứ nghĩ là mình chân mày của mình rất là đều hay là nó cân đối, nhưng mà sau khi mà kỹ thuật viên vẽ xong thì các bạn mới thấy được là cái sự chênh lệch của bên mình. Tại vì dáng chân mày của mình khi nào cũng sẽ là bên 9-10 hết. Ví dụ như dáng chân mày của bạn này, mặc dù xếp lông là có, nhưng mà bên này các bạn thấy không, nó nguyên cái xếp lông luôn, nhưng mà với chân mày bên phía phải này thì phần trên đỉnh rất là thiếu rất là nhiều, cũng như là nó đang theo chiều xuôi. Mình sẽ nâng cái dáng mày lên một chút thì mình sẽ cắt bớt cái phần xếp lông mà dư thừa này, và mình sẽ thêm những cái sợi lông thợ giả cho nó làm sao cho nó hòa quyện vào cái sợi xếp lông thật này tự nhiên nhất có thể nha. Hài lòng với cái dáng mày của mình đã thiết kế cho khách hàng rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ dáng sợi bằng bút chì lên trên cái khung chân mày đã có sẵn nha. Thì tùy vào cái xếp lông của mỗi người sẽ có một cái phong cách khác nhau. Ví dụ như xếp lông của bạn này đang là spy 6 ạ. Còn một số người thì spy 3. Thì tùy vào cái xếp lông thật của khách hàng và thiết kế theo cái xếp lông để nó tự nhiên nhất có thể nha. Và thường thường thì kỹ thuật viên sẽ đi những cái sợi chính thôi chứ không có đi hết tất cả các loại sợi, để mình xem cái khuôn dáng nó như thế nào và cái xếp lông nó như thế nào ha, cho khách hàng xem ạ. Rồi, bây giờ thì mình đã xài vẽ xong cái khuôn dáng mà bằng nét chì cho khách hàng xem thêm một lần cuối cùng nữa, rồi mình sẽ bắt tay vào dùng máy để mình đi luôn nha. Thì em xem thử là những cái nét sợi theo cái phong cách như vậy thì em đã thích chưa? Và có cần chì chỉnh sửa gì nữa không? Em thấy được rồi. Vậy thì bây giờ chị sẽ thực hiện đi máy nha. Thì trước khi đi máy thì em nằm nghỉ ngơi một chút, chị sẽ chuẩn bị máy cũng như là bảo về mặt bọc rồi về cho em nha. Giống như ban đầu mà em hay lo lắng là kim ngòi vậy á, thì bây giờ chị sẽ có một cái kim nguyên siêu nguyên vẹn để em kiểm tra trước khi mà chị bóc luôn nha. Kiểm tra giúp chị nha. Thì các bạn đừng có lo lắng nha, tại vì các kỹ thuật viên tại tiệm làm đẹp Honey luôn luôn đó là một cái bước quy trình bắt buộc trong cái phần mà làm đẹp cho các khách hàng tại Full Sam Honey luôn nha. Thì bây giờ chị sẽ mở cho em để mà mình gắn vô trực tiếp luôn ha. Được rồi. Rồi, bây giờ cái kim này là kim để dùng cho em thôi nha. Thì chị đã hoàn thành xong cái giá chân mày của em rồi, nhưng mà chị chưa cho em xem, thì bây giờ mình cùng xem sao nha. Em thấy hài lòng lắm chị. Cái giá mày này thì cái giá mày không quá cong mà nó hơi cong ngang một chút nha, chứ không có quá cong mà giống như kiểu là cong mà em không thích á. Lúc nãy em có nói với chị là em đừng có làm cong quá, em thấy lớn. Thì cái này chị đã chỉnh sửa lại cái dáng một chút cho nó cong ngang thôi, thì nó sẽ phù hợp với khuôn mặt của em hơn, cũng như là
theo cái sở thích của em. Thì trong cái quá trình làm thì không biết là em khó đau hay là sao không, nhưng mà chị thấy em nằm ngủ đúng không? Thì em thấy làm sao? Không có cảm giác gì cả. Không có cảm giác gì cả. Dạ vâng. Chị có đoạn sau là thấy hơi chín xíu đấy chị. Em thấy chị thấy em lúc mà đoạn sau thì em mới mở mắt ra ngủ dậy rồi đúng không? Thì các bạn thấy không, mình ngủ dậy thực chất là mình có một cặp chân mày mới rồi. Thì trong quá trình làm thì đã có cái phần tê hỗ trợ và những phần tê hay là những dụng cụ đi kèm theo tại vì mà đẹp đi luôn sử dụng những cái hàng chính hãng để các bạn yên tâm về chất lượng nha. Và sẽ có những rất là nhiều cái câu hỏi thắc mắc về hair strap cũng như là những cái dịch vụ khác tại Tiệm làm đẹp Honey thì các bạn hãy đừng ngần ngại mà hãy comment bên dưới thì Honey sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn nha. Và những bạn nào đang có mong muốn làm hair strap hay là tất cả những cái dịch vụ ví dụ như là nail này, mi này, phun xăm này, gội đầu dưỡng sinh này thì đều có tại Tiệm làm đẹp Honey ở số 2 Hoa Sứ, phường 2 của Phú Nhuận. Các bạn hãy tới tham quan và cùng trải nghiệm xem những cái dịch vụ đó có phù hợp với mình cũng như là trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất tại Tiệm làm đẹp Honey nha. Và xin cảm ơn Thu đã lựa chọn tại Tiệm làm đẹp Honey cũng như là đã cho chị một ngày hôm nay làm đẹp cho em nha. Thì hy vọng trong con đường công việc mới thì em sẽ thuận buồm hơn cũng như là gặp may mắn trong công việc hơn ha. Và sau này có những bạn nào cần làm đẹp giống như em thì giới thiệu cho Tiệm làm đẹp nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.